SSPH-1 Primus là dòng pháo tự hành do lực lượng vũ trang Singapore, cơ quan khoa học và công nghệ quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Singapore cùng công ty ST Kinetics của nước này phối hợp phát triển. Khung gầm của pháo có chiều dài 10,21m, chiều rộng 3m và chiều cao 3,3m, trọng lượng trên 28 tấn, sử dụng động cơ diesel công suất 550 mã lực cho tốc độ tối đa 50 km/h và tầm hoạt động 350 km. Phần giáp được làm bằng thép hợp kim nguyên khối. Hệ thống được điều khiển bởi kíp chiến đấu 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ và người nạp đạn. Trang bị vũ khí của SSPH-1 Primus bao gồm pháo chính L-39 cỡ nòng 155mm với cơ số 22 viên trên xe. Pháo này có tốc độ bắn liên tiếp tối đa 6 phát trên phút và bắn duy trì 2 phát trên phút, tầm bắn tối đa 19 km với đạn thường và 30 km với đạn tăng tầm. Ngoài ra, nó còn được trang bị súng máy 7,62mm. Toàn bộ phần tháp pháo có thể quay 360 độ, đồng thời pháo chính có thể bắn góc từ âm 5 độ đến 75 độ. SSPH-1 Primus tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trợ giúp bắn chính xác cao, kết hợp hệ thống nạp đạn bán tự động nhằm tăng tốc độ bắn và giảm tiêu tốn sức lực cho kíp điều khiển. Đặc biệt, pháo chỉ mất chưa đầy 60 giây để bắt đầu khởi động và khai hỏa vào mục tiêu. Hiện tại, tất cả pháo tự hành loại này được biên chế trong lữ đoàn pháo binh số 21 của quân đội quốc đảo Sư Tử.